Hôm nay đại gia đình làm tiệc Tết Liên nhá. Đấy. Để toàn cao thủ đến từ Macao đấy không ạ? Làm xong rồi giờ mới quay. Bánh chưng mà chưa có củ kiệu đúng không? Có củ kiệu này. Bà xính biết không? Nó nói là bà vớt cho cháu muốn một cái củ kiệu này, vớt cho vào đây một tí này. Đấy. Chứ khỏi phải mất mâm nữa, hiểu không? Ok. Rồi. Đấy. Mua là không? Mua rồi. Gì nó mua rồi đấy. Mua thế chứ. Chỉ có muốn bánh chưng là mẹ gói thôi. Gì? Cái này thịt thì chị 20 thôi. Đây nhá, lợn này lợn đen nhà nuôi nhá. Đúng rồi, làm sướng lắm thật. Điện đâu mà đi ăn trời, người ta hoàn toàn điện điện đâu mà điện. Đó là trả giò nhá. Đấy, con này ốc hương nha cả nhà nha. Đấy. Đây là lợn xào nhá, lợn đen xào này, măng kho này. Đấy. Còn đây thịt kho này. Đấy. Đấy, hôm nay khách là khách khứa là đến đầy đủ hết rồi nhá. Đây anh Tân giám đốc sở xây dựng này, à quên, giám đốc sở tài chính. Bảy đây mỡ đây. Đây còn đây. Đây là Lê Phước Thịnh. Chuyên ăn thịt vỡ. Mắm nữa phải không? Đây mắm nữa đây. Được chưa? Thoải mái chưa? Đúng rồi. Đi đâu thấy nó quay lòng lượt cái canh, đúng là món đặc sản của nó. Đấy. Quay tùm lum hết rồi. Đây có rồi Hoàng. Sao lấy giờ cả nhà mình tắt vô hoa gì vậy? Chứ nó hoành tráng vậy? Chính phủ cấm ông ơi. Hả? Thế chết rồi, nay bia rượu này mua về mất đi rồi. Mất đi nữa, nãy sắp tế chưa? Chụp cái món giả cày nó ngon à. Tí nữa coi. Làm nào món giả cày là ngon. Đó đi nó tí nữa nha. Rồi. Phương để ra để giùm chị. 1, 2, 3. Đấy, cái này hoành tráng cái nào to tiếng đi thế nào. Sao bố mày này yếu vậy? Bố mày đừng đói. Sao cả nhà mình vô cái cho hoành tráng vậy? Hả? Đây chúc sức khỏe. Ủa. Rồi. Rồi nha, chúc mấy chị nha. Làm phát trăm trăm nhá. Trăm đi chị. Cái này rượu ngoại đấy, vang ngoại đấy. Ngoại nhưng mà say. Say đâu. Cái gì vậy? Bạn biết tao ngon không? Mày lấy thẳng xíu vậy nha. Dạ. Rồi ok chị. Cái gì vừa nói là bởi vì không bơi không ấy được, không lấy được. Bơi được. Bơi không bơi được. Bơi không được, không rớt ra. Giữ cho tao căng gì vậy? Thế bên đây không bia rượu gì à? Không bia chưa? Nâng đi lên nè. Nào lên đi con nào, sao vậy? Đi. Nào nâng đi nào. Nâng đi vô cái xe nào vậy? Vô.
Thế cứ ngồi tao nhậu á. Thế đâu đoàn nhà mình đâu, xe nào cho lên cái đi, cái nào hoành tráng cái nào. Thế thì nào. Cháu chủ nhà cái kìa. Đó, đó, xin mời. Rồi, vô đi. Ăn được. Nam môi mạnh ý sao vậy? Là ông Hương thật á. Làm gì ông? Đấy, lâu lâu đến tụng mà đi. Đấy nhà hoài trái kìa. Ông bà nào đi cái chỗ đâu hết. Mẹ là về chồng Thanh Long ơi. Bị hả? Các bạn ăn cũng trong ngồi ăn. Có cái bài đó.